Hòa trong không khí sôi nổi kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường tiểu học Vĩnh Khê, một ngôi trường có bề dày thành tích trong phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đã tổ chức hội trại với ngày hội đọc. Có thể khẳng định, đây là một hoạt động cao điểm có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tâm huyết, sự sáng tạo của ban giám hiệu và tập thể đội ngũ nhà giáo nơi đây. Sáng tạo từ khâu lựa chọn ý tưởng, cách thức tổ chức, thực hiện ý tưởng thông qua những hoạt động hết sức phong phú và linh hoạt. Dưới hình thức hội trại phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, mỗi khối học sinh dựng một trại sinh hoạt chung. Điều lôi cuốn và hấp dẫn hơn cả chính là hình thức hoạt động sân khấu hóa thay cho văn nghệ chào mừng như thông lệ. Các thầy cô đã tổ chức cho các em hóa thân vào các nhân vật bằng hóa trang trang phục của các nhân vật ngộ nghĩnh đến từ Đồng Dao, Ngụ Ngôn và thế giới cổ tích thần tiên. Thêm vào đó là phần biểu diễn có các tiểu phẩm được chuyển thể từ các tác phẩm văn học mà các em yêu thích. Mỗi câu chuyện nhẹ nhàng là một thông điệp gửi đến cuộc sống. Buổi chiều, các em tự tin thuyết trình giới thiệu trại của mình với ban giám khảo và khách thăm. Khi công nghệ thông tin và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, thế giới nghiêng, thế giới phẳng và những điều kỳ diệu của Internet sẽ có thể làm cho văn hóa đọc đang mờ nhạt dần, tâm hồn con người trở nên trống rỗng vì sự nỗ lực giàu tính sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho ngày hội đọc như ở trường Tiểu Vĩnh Khê là một hoạt động đáng ghi nhận. Bởi hơn bao giờ hết, đọc sách thực sự là một kỹ năng cần được rèn luyện liên tục và bền bỉ cho học sinh trong nhà trường để các em ham thích đọc sách, yêu sách, trân trọng những giá trị chân thiện mỹ mà mỗi cuốn sách đem đến cho người đọc. Tuy không còn mới mẻ, song để hoạt động vô cùng bổ ích và lý thú này được triển khai với quy mô sâu rộng, mang tầm chiến lược như ngày hội đọc của trường Tiểu học Vĩnh Khê hôm nay thì lại chưa nhiều trường làm được. Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá rất cao điều đó, cũng hy vọng rằng những hoạt động như thế sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, phong phú sinh động hơn nữa, thu hút sự quan tâm không chỉ của học sinh mà còn có tác dụng tích cực và mạnh mẽ đến cộng đồng. Đây cũng sẽ là một trong những hoạt động điển hình cần nhân rộng trong các trường học trong toàn huyện nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, xây dựng thư viện nhà trường thêm phong phú và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.